Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần thứ 13. Chủ đề của phần thứ 13 này là Nũng xuân lào rễn trung san giao. Nũng xuân lào rễn tức là những người lớn tuổi ở nông thôn. Nũng xuân là nông thôn, rồi trung là trồng, san giao là củ mài, một cái loại củ trong rừng. Đó, ngày xưa là trong rừng người ta có thể ăn để chống đói, hoặc là giờ thì không biết nó làm cái gì nữa. Nếu ai không biết củ mài là gì thì vui lòng lên trên Google gõ cái từ san giao này, hoặc là gõ từ củ mài để coi củ mài nó là gì nhé. Rồi, chủ đề là nũng xuân lào rễn trung san giao. Mọi người cũng lưu ý cái từ trung này nó có một âm đọc khác là trùng. Trùng có nghĩa là loại, cái chủng là loại. Ví dụ trớ trùng tôn si hành thẹn gì, cái loại này rất là rẻ. Na trùng tôn si trư len hạnh họ, cái loại đồ đó chất lượng rất tốt, ví dụ như trùng. Còn đây chúng ta là động từ, chúng ta đọc là trùng. Đầu tiên xin mời mọi người nghe mình đọc trước một lần nhé. San yue shi trung san yao de shi jian. Zai Zhongguo shan xi nong sun. Yi xie lao ren zai san yao di li gong zuo. Gong zuo yi tian neng zheng 90 yuan qian. Ta men zao shang 7 dian guo lai gong zuo. Zhong wu he yi xiu xi yi ge xiao shi. Shi wan wu fan hai ke yi wu shui. Xia wu 5 dian ban ke yi hui jia. Ta men shuo yin wei zhe ge gong zuo fei chang lei, suo yi hen duo ren bu xi huan zuo. Dan shi, yi tian neng zheng 90 yuan qian, lao ren men jue de hen bu cuo. Và sau đây mình sẽ giải thích chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. San yue là tháng 3. Shi đây là trung san yao de shi jian. Trung san yao là trồng củ mài. Trung san yao de shi jian là cái thời gian trồng củ mài. Tháng 3 là thời gian trồng củ mài. Zai Zhongguo shan xi nong xun. Ở vùng nông thôn thiểm tây của Trung Quốc. Shan xi là thiểm tây. Zai Zhongguo shan xi nong xun. Yi xie lao ren tức là có một số người lớn tuổi. Lao ren là người lớn tuổi. Zai san yao di li. San yao di tức là cái vùng đất để mà mình trồng củ mài á. Rồi zai san yao di li, ở tại cái vùng đất, đừng dịch là trong, dịch là ở tại cái vùng đất trồng củ mài. Rồi cung chô là làm việc, ở trong tiếng Hoa là ở đâu mới làm gì. Như vậy thì mình sẽ dịch là có một số người lớn tuổi làm việc ở trong cái vùng đất trồng củ mài. Zai san yao di li cung chô. Cung chô yi tian, làm việc một ngày. Nẫn trân chiều sử yuán xẻn. Trân là kiếm được, mình đi làm thuê mình kiếm được bao nhiêu tiền đó là từ trân này. Nẫn trân chiều sử yuán xẻn có thể kiếm được 90 đồng. Tha mân chào sang chi tiền qua lại cung do. Chào sang chi tiền là 7 giờ sáng. Qua lại cung do là qua đây hoặc là đến đây để làm việc. Như vậy là họ đến đây làm việc vào lúc 7 giờ sáng, hoặc là 7 giờ sáng họ đến đây làm việc. Trung ngủ khứa gì xíu xì gì có xèo sữa. Buổi trưa có thể nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ. Trung ngủ là buổi trưa, thường chỉ khoảng 11 giờ đến 1 giờ gì đó. Khứa gì xíu xì có thể nghỉ ngơi gì có xèo sữa một tiếng đồng hồ. Chư quản ủ phan. Ủ phan là bữa cơm trưa. Chư quản ủ phan là ăn xong cái bữa cơm trưa. Hải khứa gì ủ treo. Còn có thể ngủ trưa nữa. Ủ treo đây tức là suy ủ treo đó. Suy treo là ngủ, suy ủ treo là ngủ trưa. Xia ủ ủ tiền, ủ tiền ban. Xia ủ ủ tiền ban là 5 giờ rưỡi chiều, khởi gì khởi giá có thể về nhà. Tha mân số là họ nói. Tha mân số. Yên quê trơ cơ cung dô phê sẵn lê. Yên quê trơ cơ cung dô phê sẵn lê. Bởi vì cái công việc này á cực kỳ mệt, hoặc là rất là mệt thì mình có thể dịch rất là vất vả, hành xin khủ cũng được. Số gì hẳn tố rỉnh bố xì hoan chua. Số gì hẳn tố rỉnh cho nên rất là nhiều người bố xì hoan chua, không có thích làm. Tan sư là nhưng. Yi thiên nẫn trân chiều sử yuán xuyển. Một ngày có thể kiếm được 90 đồng. Yi thiên nẫn trân chiều sử yuán xuyển. Lào rỉnh minh.
là những cái cụ già đó hoặc là những người lớn tuổi đó, những người lớn tuổi chế tới hành bủ xô, cảm thấy cũng rất là tốt hoặc là rất là hay. Bủ xô có nhiều nghĩa tùy bối cảnh mà chúng ta dịch. Và đến đây mình xin kết thúc phần 13. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Và nhắc thêm là mọi người hãy đọc nhiều lần để cho nó quen miệng, quen lưỡi, quen phát âm. Rồi chúng ta tập viết từ nếu như mọi người có học chữ luôn. Và cuối cùng là kể lại cho nhau nghe hoặc là tự kể. Khi mà kể thật là trôi chảy thì mình mới qua phần mới. Xin chào.